Một đoạn video độc quyền của truyền thông Úc cho thấy Viện Virus học Vũ Hán đã nuôi rơi sống trong phòng thí nghiệm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới ủng hộ điều tra lại nguồn gốc COVID-19 và buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc chịu trách nhiệm về vấn đề nhân quyền. Tại phiệt Hồng Kông, viên Cung Di tiết lộ Đảng Cộng sản Trung Quốc ngoại giao bằng tiền, hòng thống trị thế giới. Kính thưa quý vị, một kênh truyền thông của Úc đã thu thập được video độc quyền ghi lại những hình ảnh bên trong Viện Virus học Vũ Hán cho thấy nơi đây có nuôi những con rơi sống trong một chiếc lồng. Đây là một bằng chứng rất quan trọng cho việc điều tra về nguồn gốc của đại dịch virus COVID-19. Hãng tin Sky News vừa công bố một video ghi lại buổi lễ khánh thành của Viện Virus học Vũ Hán vào năm 2017 cho thấy những con rơi đang được nuôi bên trong một chiếc lồng đặt bên trong phòng thí nghiệm này. Trong video còn có cảnh một nhà khoa học đang cho rơi ăn sâu. Điều này hoàn toàn trùng khớp với kết quả nghiên cứu mà tiến sĩ virus học Diêm Lệ Mộng công bố trong báo cáo khoa học của mình, đó là virus COVID-19 là con virus được tạo ra từ phòng thí nghiệm sử dụng chủng virus corona ZC45 và virus corona ZXC21 mà quân đội Trung Quốc sở hữu. Hoàn toàn không có vật chủ trung gian nào hết, chợ hải sản Vũ Hán chỉ là một bình phong để bưng bít sự thật, đồng thời cũng trùng khớp với báo cáo được đăng trên kênh Sky News hồi tháng 4 năm 2020. Theo khảo sát, 31 người dân Vũ Hán và 28 người từng vào chợ hải sản Hoa Nam cho biết thì thịt rơi chưa bao giờ là nguồn lương thực của thành phố này và không có con rơi nào được bán trong chợ hải sản Vũ Hán. Kính thưa quý vị, nguồn gốc của virus COVID-19 cũng là một vấn đề rất được quan tâm tại hội nghị thượng đỉnh G7, nơi hội tụ những lãnh đạo của các nước công nghiệp hàng đầu thế giới. Theo báo ET Việt, hôm 13 tháng 6, các nhà lãnh đạo của nhóm G7 đã đồng loạt chỉ trích chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc về những vi phạm nhân quyền và về nguồn gốc của đại dịch COVID-19. Một thông cáo chung được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh G7 có đoạn: "Chúng tôi, tức là các nước G7, sẽ thúc đẩy các giá trị của mình, bao gồm cả việc kêu gọi Trung Quốc tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do căn bản, đặc biệt là liên quan đến Tân Cương cùng những vấn đề tự do tự chủ cho Hồng Kông. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Joe Biden còn cam kết sẽ tập hợp các đồng minh để đối đầu với những hành vi lạm dụng kinh tế và vi phạm nhân quyền của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc." Trình bày sau hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Anh, ông Biden cho biết các nhà lãnh đạo đã đồng ý với đề xuất tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng ở các nước đang phát triển nhằm chống lại sáng kiến vành đai và con đường của Bắc Kinh. "Chúng tôi nghĩ rằng có một cách công bằng hơn để đáp ứng nhu cầu của các quốc gia trên thế giới. Trung Quốc cần bắt đầu cư xử có trách nhiệm hơn về các chuẩn mực quốc tế, về vấn đề nhân quyền và sự minh bạch." Ngoài ra, ông Biden còn yêu cầu Bắc Kinh cho phép truy cập vào các phòng thí nghiệm của họ để thế giới có thể điều tra về nguồn gốc của đại dịch COVID-19. Kính thưa quý vị, tuyên bố của ông Joe Biden cùng các nhà lãnh đạo G7 sẽ được thực hiện đến mức độ nào là điều mà cả thế giới rất mong mỏi và cũng là một câu hỏi rất lớn. Báo Tri thức VN hôm 12 tháng 6 đã trích dẫn những tuyên bố của nhà tài phiệt Hồng Kông Viên Cung Di cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thống trị thế giới. Một báo cáo đã chỉ ra rằng rất nhiều quốc gia đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm tù. "Tôi gần như đã khóc khi nhìn thấy báo cáo đó. Chỉ có một hoặc hai nơi trên thế giới không bị ảnh hưởng bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc." Ông Viên Cung Di chỉ ra rằng tất cả các quốc gia vay mượn từ Đảng Cộng sản Trung Quốc đều đã nằm trong tầm kiểm soát của đảng này. Đó là bởi Hoa Kỳ đã để cho Đảng Cộng sản Trung Quốc lớn mạnh trong nhiều thập kỷ và kiếm được một lượng lớn ngoại hối. Số tiền này đều do Đảng Cộng sản Trung Quốc và các nhóm quyền lực của đảng này nắm giữ. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ dùng tiền để mua chuộc các quốc gia khác và đến nay, hầu hết các chính phủ trên thế giới đều do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát. Điển hình như Ý, Ba Lan, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ đều mắc nợ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Viên Cung Di cho biết, "Chúng ta đều mắng nhiếc Đảng Cộng sản Trung Quốc là vung vãi tiền khắp nơi, nhưng đừng nghĩ Đảng Cộng sản Trung Quốc là kẻ ngốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc cai trị thế giới bằng tiền." Tuy nhiên, ông Viên cho rằng trận đại dịch toàn cầu lần này là một bước ngoặt lớn và thế giới vẫn còn một tia hy vọng. Mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chiếm thế thượng phong, nhưng người dân thế giới đã thức tỉnh và các nghị sĩ đại diện cho người dân cũng bắt đầu thức tỉnh. Kính thưa quý vị, nguy hại từ đại dịch virus COVID-19 sẽ còn chưa bằng mối nguy hại từ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cũng may là lãnh đạo và người dân thế giới đang thức tỉnh trước mối nguy hại này. Lúc này, mỗi tiếng nói chính nghĩa từ phía quý vị độc giả sẽ góp phần thức tỉnh những người khác để nhận ra bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tránh mối nguy hại cho thế giới trong tương lai. Kính chúc quý độc giả một tuần mới may mắn và bình an. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.